Chiều ngày 19 tháng 1, Công an huyện Yên Phong đã tổ chức hội nghị triển khai công tác công an năm 2024. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chỉ đạo quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác công an năm 2023, chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023, Công an huyện Yên Phong đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo 138 của huyện và các xã thị trấn, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Do đó các vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh trật tự đều được tập trung giải quyết hiệu quả an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định không để bị động bất ngờ công tác phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội đạt hiệu quả cao chủ động xây dựng phương án đấu tranh tập trung chấn áp mạnh mẽ quyết liệt đối với các điểm tụ điểm phức tạp về tội phạm tệ nạn xã hội các ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức kiên quyết không để hoạt động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tỷ lệ điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt trên 90%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có chuyển biến tích cực triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được phát động mạnh mẽ, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Với những kết quả đạt được năm 2023, Công an huyện Yên Phong được Bộ Công an tặng cầu thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy ghi nhận đánh giá cao những thành tích công an huyện đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục bám sát nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, chương trình công tác công an năm 2024, nhất là ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh. Từ đó chủ động tham mưu lãnh đạo huyện có sự chỉ đạo chung trên địa bàn huyện, tập trung nắm phân tích dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, tập trung lực lượng biện pháp nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, đi đôi với nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đề ra. Nhân dịp này, 20 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác được các cấp khen thưởng.